Vâng, bà Lê Bắc Mản đến từ Hà Giang, chia sẻ một chút trước đây khi thải độc như nào Xin và bây giờ thế chào nào? thầy. Từ ngày bác cũng biết được đi thải độc từ năm ngoái, sức khỏe rất là khỏe. Trước là tiểu đường, huyết áp, tim, mà có tất cả có 12 vía thì 11 bệnh trong người, xương khớp rồi các kiểu luôn. Từ ngày mà một tháng phải đi bệnh viện một hai lần, coi hầu như là ở bệnh viện, với lại một năm phải đi Hà Nội một hai lần. Tiêu tiền cũng gọi là một năm phải vài chục triệu. Từ ngày biết cái hãng Thải độc. thải độc, bây giờ bản thân tôi cảm thấy là rất là khỏe, mà tôi cảm thấy tôi trẻ ra hàng chục tuổi. Với lại tôi làm gì tôi cũng không thấy mệt mỏi gì cả, ăn ngủ khỏe, rồi thì vẫn luôn luôn là chăm sóc sức khỏe của mình, vẫn luôn luôn là thể dục, mà biết bảo vệ sức khỏe của mình thì có tiền mà không không có sức khỏe thì cũng không làm được cái gì. Cho nên là bản thân tôi là tôi chăm sóc sức khỏe để được sức khỏe tôi càng ngày càng khỏe, với lại người già nhưng mà cái trí nó không già. Vậy xin cảm ơn các cháu công ty. Chị làm việc trong vòng một tuần là chị thấy bắt đầu cái cơ thể chị nó khác, nó cải thiện, có nghĩa là chị ngủ sâu hơn, cái da chị lúc đó là chị thấy nó không còn, nó bớt khô. Chị cái học này là cũng là 3 tháng rồi, rồi chị đi đâu bạn bè chị là những người mà quen với chị cũng sẽ lại cũng khen chị cái da chị giờ hết nắng rồi, bữa xưa chị dùng cái gì mà da mình hết sạm lại kia nọ, thành ra là chị cũng giới thiệu. Sáng chị ngủ dậy là chị đi vệ sinh rồi, tức là khi chị tìm hiểu là mình phải đi vệ sinh trước, đi vệ sinh được thì mình phải làm cái thải độc này. Và chị đi vệ sinh rồi bắt đầu chị thải độc, có khi là chị làm buổi chiều 2 giờ cũng có, nhiều đa phần chị làm buổi sáng. Thì trước khi chị tham khảo chị tìm hiểu những cái này thì chị tìm hiểu tức là khi mình thải độc là nó sẽ bị rất nhiều cái gì mất nước, thì chị cũng bằng chuẩn bị cũng bị những cái thứ gì cần để sau khi mình thải độc rồi trong ngày đó chị phải uống cái gì cho nên là chị thấy cơ thể mình khỏe lên hàng ngày, tức là chị ngủ chị ngủ sâu hơn, dễ ngủ hơn. Có chứ, mặc dù là thức khuya vậy đó nhưng mà về rất là tốt, nhưng mà chị thải độc nên là về sâu hơn, thấy con người mình nó có hiệu quả, mình xài mình cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, nên mình đi tiếng cũng nhẹ nhàng, rồi tối mình ngủ cũng thoải mái. Và trước khi chị đi ngủ á là chị uống là một ly nước kháng sinh tự nhiên thì chị ngủ rất là ngon, thật sự luôn, nói không phải là mình nói cường điệu quá, không có, tại vì mình thấy con người mình rất là khỏe đó, bởi vì mình sử dụng ra là mình cảm nhận hồi xưa chứ hồi xưa là mình yếu lắm, mình lúc nào con người mà nó cũng uể oải, nó người nó mệt mỏi, nó không có thoải mái tinh thần. Khi mà mình xài qua mình cảm nghiệm 1 tháng rồi mình thấy cũng được á, rồi xong tới 2 tháng mình thấy cảm nghiệm thấy nó ok, rồi từ đó là mình cứ xài thôi, nó vừa hết là tôi còn mua, tôi để sẵn nữa mua trước nữa để coi như là không có để cho nó hụt lại hụt ngày luôn. Khi mà chị sử dụng mà thấy con người chị rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, nó không có mệt mỏi. Khi mình thấy đọc ra là người mình rất là nhẹ nhàng, nó làm như là người mình đã thoải mái. Em của mình đợi nhiều lắm, em của mình đợi nhiều lắm, rồi mình không chỉ lạnh lạnh người, còn mình bị lạnh người mình cũng là lạnh, rồi người khác có những quan trọng lúc nào cũng mình cũng lạnh, so với những người xung quanh mình nhanh nhẹn lắm. Thế từ những cái sự kinh hãng mà nó đang cải thiện rất là nhiều, cải thiện rất là nhiều, thì cái xoang nở hẳn, xoang nở hẳn, rồi mình cũng say xe nữa, đỡ say xe nhiều, rồi mình ngồi được máy lạnh ở trong phòng máy lạnh được, đó là những cái cải thiện dần dần, nó không xảy ra liền đâu. Anh chị thấy sức khỏe của chị biến chuyển tốt như vậy á, và chị thấy cái điều này cực kỳ quan trọng, cho nên là chị ứng dụng tuyên truyền hết, chị ứng dụng hết cho lại ra này nè chị luôn.
tại gia đình anh chị có nghĩa rằng là chồng thì đã mất rồi, nhưng mà chồng thì cũng đã là hai con chị cũng làm, có khi là không làm nhiều như chị, không làm chăm chỉ tích cực như chị, nhưng mà thi thoảng cũng làm. Rồi gia đình của chị gái chị là tất cả đều làm, bố mẹ chị là 80 tuổi, 81 và 79 tuổi, hai ông bà ở với nhau không có con cái, không có con cái, hai ông bà cũng là người mẹ. Rồi gia đình anh trai chị, anh trai chị ở Bình Dương, sau đấy một anh trai ở Bình Dương, một cháu ở Canada, cả đại gia đình đều làm việc. Mà đến từ ngày chị làm cái phương pháp chị tự thải độc do việc thi thế hướng dẫn đó và làm ra công đoàn, thật sự là chị không hứa, không nói chắc là chị sẽ hết hoàn toàn, nhưng mà chị kiểm soát được cái bệnh của chị. Mà chị mừng nhất là chị không phải luôn sao, không phải cảm, hồi xưa là chị cảm thường xuyên luôn, tức là mấy tháng là ở công ty chị là nói chị còn là chở chị đi bệnh viện vô chị mới tỉnh không á. Thì đến bây giờ thì chị nghĩ là mọi người, chị nghĩ là mọi người nên làm cái việc mà nhỏ nhất và nhẹ nhất là có thể là thải độc bằng cà phê, thì để cho cái cơ nó thanh lọc được phần nào, có thể là giải độc ngang hay gì đó. Thì đối với chị thì chị thấy làm cái đó hàng ngày thì chị thấy dễ, còn nếu mà mọi người muốn làm nhiều hơn nữa thì có thể đi thử thải sỏi. Còn mà chưa dán thì mọi người có thể là làm cà phê hoặc uống mấy cái kháng sinh á, thì chị thấy cũng đã trị một số bệnh nhẹ được rồi. Rất là nhiều phương pháp. Thế nhưng mà bản thân là khi các cháu đi học bán trú ở trường ấy thì thời gian ở trường rất là nhiều, cho nên là táo bón này cũng có một phần là do ít uống nước. Thế sau đấy thì là có cái phương pháp này thì mình cũng tin tưởng vào sản phẩm, tin tưởng vào cái phương pháp làm. Trong cái gói sản phẩm thì cũng có đề là trẻ con dưới 15 tuổi thì cũng không nên ấy. Thế nhưng mà mình hoàn toàn mình tin tưởng và mình nghĩ là trẻ con, mình áp dụng luôn cho con. Và khi hôm cháu đầu tiên thì mình chỉ nói là, mình chia sẻ, mình cũng có nói chuyện với cháu là cái phương pháp như này, như này. Thế xong rồi ngày nào cháu cũng theo dõi mẹ làm, xong rồi kể cho con biết là nó như thế nào, như thế nào. Và cháu cũng rất là tò mò, muốn đấy thì em cũng có chia sẻ với cháu là bản thân con đang bị táo bón thì con biết là nó sẽ hay bị đau bụng rồi thế nọ thế kia các thứ đấy. Thì bây giờ mẹ sẽ cho con trải nghiệm một lần. Còn nếu mà con cảm thấy thích và ấy thì hợp tác với mẹ thì mẹ cho làm, còn nếu không thì thôi. Thế là lúc cháu mới hỏi là thầy có sợ lắm không hả mẹ, như thế nào thế kia, cũng làm cho cháu tư tưởng. Hay nữa là cũng có cái tờ hướng dẫn sử dụng thì ở trong đấy nó cũng có những tác dụng phụ, có nghĩa là cũng nói qua cho cháu để cháu biết là nếu như trong trường hợp có hiện tượng như thế này thì để cháu cũng biết. Thế nên lúc thì cháu cũng rất là vui vẻ. Thì buổi đầu tiên thì làm cho con thì xong hỏi cảm nhận thì bé cũng rất là thích. Chỉ có điều lúc đầu thì cũng tức là sợ sệt và nó cứ căng người lên. Thế mà con thoải mái, con thả lỏng người ra. Thế xong đến lúc hôm thứ hai thì hỏi với mẹ là mẹ thì con có làm tiếp được không? Và thế bây giờ cho mẹ hỏi là thế con cảm nhận con thấy thế nào? Và vâng, cũng thích ạ. Thế là lúc mà bảo chứ nếu như trong trường hợp mà con muốn mẹ làm, việc đầu tiên là phải hợp tác. Cái thứ hai nữa là nghiêm túc thực hiện. Uống dinh dưỡng rồi các thứ thì cháu cũng có ý thức. Thế xong sau đấy thì là làm ngày thứ hai, làm ngày thứ ba thì bà nội thì thấy là hai mẹ con cứ thì nói với nhau. Thế bà nội cũng hỏi với cháu là thế mẹ cháu làm cho cháu cái gì đấy, tại vì là mọi khi thì bị táo bón thì mọi người biết là cái tâm lý của những người bị táo bón, cái thứ nhất là hay cáu giận, cái thứ hai nữa là nó không thoải mái, mà khi đi vệ sinh là không tự giác, luôn luôn phải nhắc, mà mỗi một lần cháu đi thì cháu đau, cho nên là cháu cũng sợ, ví dụ thế. Thế nên mà sau cái lần mà mình làm cho con rồi thì cái thứ nhất là vui vẻ, cái hai nó thoải mái mà nó chơi, nó chạy nhảy, có nghĩa là nó không còn nữa. Thì bà nội cũng thấy cháu khác, cho nên bà nội cũng hỏi. Thế lúc bảo như thế còn lại bắt đầu dẫn dung dịch cà phê vào trong đại tràng. Lần này mình vẫn làm được khoảng tầm 700ml và giữ được cũng khoảng 3 phút thôi. Sau đấy nó lại ào ra một lần nữa. Và cũng nhiều một cách kinh khủng, vẫn là những cái bã, những cái nhìn đen xì, rất chỉ là dã man. Sau cái ngày thứ hai đấy thì mình bắt đầu cảm nhận rõ rệt cái tác dụng tốt của cái phương pháp này.
mình thấy người nó nhẹ này, nó thoải mái này, ngủ ngon này, thậm chí là cảm thấy ăn cái gì cũng rất là ngon. Đấy, nên là mình tiếp tục làm thải độc ở những ngày tiếp theo. Và đến ngày thứ 25 thì mình nhận thấy là đã tăng cân rồi. Tại vì trong người nó khỏe, ăn ngon quá, ngủ ngon quá, da sáng ra, tất nhiên là nám nó chưa bay được hết, nhưng mà da nó sáng ra. Và mình tăng 3 cân liền trong vòng 25 ngày. Và mình chợt nhận ra là do cái phương pháp thải độc đại tràng này, nó thải bài thải độc tố và làm cho cái đường ruột, cái hệ tiêu hóa nó hấp thu được cái dinh dưỡng rất là tốt. Nên là nếu như không ăn kiêng thì sẽ bị tăng cân. Nên là bắt đầu từ ngày thứ 26 mình chuyển sang chế độ ăn kiêng, kiêng tinh bột, kiêng đường, kiêng thịt đỏ. Tất nhiên là không phải là kiêng 100%, mình chỉ hạn chế thôi. Ăn sáng mình vẫn thoải mái, còn buổi trưa là buổi chiều mình chuyển sang chế độ ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước. Và sau đấy thì 3 ngày mình giảm được 1,5 cân. Ngoài những cái tác dụng mà mình đã cảm nhận và nói ra ở trên thì cái mà mình ưng ý nhất đó chính là cải thiện được cái tình trạng táo bón, bụng nhẹ nhàng, không bị trướng, không bị đầy hơi, ăn uống rất là dễ chịu. Chính vì những cái điểm tốt như vậy của cái phương pháp thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ này mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu có điều kiện mình hãy thực hiện nó hàng ngày, nếu không thì 1 tuần, 2 lần, 3 lần cũng được. Tất cả các độc tố được tập trung vào đường ruột, vào đại tràng, được xả thải hết ra ngoài, và bạn sẽ cảm thấy con người rất là tự tin, rất là sảng khoái, rất là thoải mái, và tự nhiên là bạn không muốn ăn những cái thức ăn chiên xào nướng nữa, mà bạn sẽ hướng đến những cái thức ăn sạch, ăn xanh. Và khi bạn bổ sung được những cái thực phẩm xanh vào cơ thể thì sức khỏe của bạn tốt hơn, da lại càng sáng hơn và điều trị được nám. Nhưng nói gì thì nói, tất cả đều phải là tự mình kiểm nghiệm, tự mình trải qua thì mình mới thấy được hết tất cả cái điểm tốt đẹp của nó. Thế nên như mình đã nói, nếu có điều kiện bạn hãy tìm hiểu kỹ thông tin và thực hiện nó hàng ngày, bạn sẽ thấy điều đó thật là tuyệt vời.